Và đến với chương trình hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Luông, phó trưởng khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Phương Quyên xin chào bác sĩ Luông ạ. Chào Phương Quyên. Dạ, thưa bác sĩ Luông, trong những trường hợp nào thì sẽ xảy ra tình trạng là máu tụ trong não và màng não ạ? Kính thưa quý khán giả, thì máu tụ trong não và màng não là một thuật ngữ nói chung của cái tổn thương não do máu tụ. Thì ở đây thì chúng tôi sẽ chia ra làm hai phần để mình biết được cái khối máu tụ trong não và màng não. Thì trường hợp chấn thương thường là một cái tai nạn giao thông hoặc một cái tai nạn lao động nào đó, thì bệnh nhân đột ngột hôn mê. Sau hôn mê thì bệnh nhân có những cái biểu hiện như kích thích hoặc một cái yếu liệt nào đó, thì mình sẽ nghĩ tới một cái máu tụ trong não. Như là máu tụ trong não là trong nhu mô não, còn máu tụ màng não là dưới màng não và dưới màng nhện. Còn cái trường hợp thứ hai nữa là một cái bệnh lý, thì bệnh nhân thì sau đó bệnh nhân tự đột ngột ngã quỵ hoặc là một con ngã quỵ xuống, thì sau bệnh nhân ngã quỵ thì bệnh nhân cũng hôn mê. Có trường hợp thì bệnh nhân là yếu nửa người. Cái trường hợp mà máu tụ trong não và trong màng não thì thường là sẽ có những cái triệu chứng đặc trưng nào và cái mức độ nguy hiểm thì ra sao thưa bác sĩ Luông? Cái triệu chứng đặc trưng của cái máu tụ trong não là cái thể đột ngột hôn mê là cái triệu chứng đầu tiên, hoặc là sau một cái tập thể dục nhẹ nhàng hoặc là một cái sau ngủ dậy thì bệnh nhân đột ngột hôn mê. Đó là một cái dấu hiệu cho thấy là có thể là máu tụ trong não. Hoặc là sau một cái đau đầu dai dẳng kéo dài thì bệnh nhân sẽ đột ngột động kinh, hoặc là bệnh nhân đột ngột yếu nửa người, yếu hoặc là yếu tay chân, hoặc là một cái đau đầu như là dữ dội. Ví dụ như bệnh nhân không có đồng ý điều trị những cái triệu chứng đó thì có thể là gây ra một cái tổn thương não thật sự. Dạ. Việc điều trị cái vấn đề này thì có phức tạp không? Thì cái vấn đề điều trị thì phức tạp. Nói chung là nói về tổn thương của máu tụ trong não thì phức tạp. Thì tùy theo cái mức độ tổn thương như thế nào và do cái nguyên nhân gì và lượng máu tụ như thế làm sao thì chúng ta sẽ có phương pháp điều trị đúng. Dạ thưa bác sĩ Luông, còn đối với trẻ nhỏ khi mà trẻ bị một cái tai nạn chấn thương thì bình thường là mình sẽ theo dõi trong bao lâu để biết là trẻ có bị cái tình trạng máu tụ trong não và màng não hay không? Thì đối với trẻ nhỏ thì thường là một cái chấn thương thì chúng mình chẩn đoán một cái máu tụ trong não màng não rất khó. Thì một cái chấn thương mà va chạm vô đầu trẻ thì thường là trẻ khóc. Cái thứ hai mình nhìn mình thấy những có cái biến dạng cái hộp sọ, biến dạng cái xương sọ, hoặc là một cái phù nhiều lan tỏa ở ngoài, mình có thể mình quan sát mình thấy. Tiếp theo là bé sẽ lơ mơ, tức là bé đầu triệu chứng đầu tiên là bé ngồi bé không vui đùa như bình thường. Cái thứ ba nữa là bé sẽ tiếp tục nôn ói, nôn hoặc là buồn nôn. Những cái triệu chứng đó khởi phát đầu tiên, mình đối với những cái bà mẹ mà mình nên theo dõi bé những triệu chứng đó đầu tiên. Nếu như mà bé mệt mà máu nó đang chảy diễn tiến mà có thật sự mà máu tụ trong não ấy, thì mình bé sẽ từ từ đi vào hôn mê. Bé sẽ nằm, một là kêu bé chỉ mở mắt thôi, hai là kêu kêu bé không thức, bé sẽ không thức và bé từ từ đi vào mê sâu. Thì những cái trường hợp đó thì mình đối với mẹ hoặc là người thân của bé thì nên đưa bé đến một cái cơ sở y tế gần nhất để người ta khám tỉ một cách tỉ mỉ hơn, người ta sẽ đưa ra một cái chẩn đoán tốt hơn. Và nếu như mà điều trị tốt hơn thì bệnh nhân người ta sẽ chuyển bé lên một cái cơ sở y tế có đủ để khả năng chẩn đoán như là mình chụp hình để chẩn đoán chính xác là máu tụ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Luông đã tham gia chương trình hôm nay và có những chia sẻ giúp cho quý khán giả có được những cái thông tin cơ bản về vấn đề máu tụ trong não và màng não. Xin cảm ơn bác sĩ Luông. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây chương trình Alo Bác Sĩ cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn.